Rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay đó các bạn, mình lại tiếp tục với series sinh tồn ở vùng đất của những con vampi. Hôm nay đó các bạn, cái con nhân vật của mình nè, ở tập trước mình không có cho nó đi ngủ, cho nên hôm nay nó bắt đầu rất là buồn ngủ đến mức mà tuột máu xuống, sắp sửa nó ẹo rồi. Cho nên bây giờ mình phải làm cho nó một cái giường. Mình mới vừa nghiên cứu ở trong phần chế tạo á, mình thấy có cái giường, đây 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 đây, cái giường này các bạn. Cái giường này thì ơi chết rồi, để ngoài không được hả? Giờ phải để trong nhà rồi. Để trong nhà, bây giờ để ở phía phía bên đây đi ha, phía này dưới cái lò nung, cho nên phải về 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 cái lò nung qua. Lò nung đang có đồ trong này đó ha, đồ trong room này chất full luôn rồi, quá trời đồ trong này. Cắt cái này vô phát, cắt cái này vô luôn. Ok rồi, cái này thì nhiều quá vậy, nhưng có thể lấy được hai cái phôi đó. Trong này ra nè, cái phôi này là phôi chì thôi. Này giờ phía bên đây sắp xếp cho nó gọn gọn lại một cái. Ok, phía bên đây thì mấy cái phôi này thì không sẽ tắt được. Ở thì tạm thời mình sẽ dục ở phía bên ngoài đấy bạn, lát nó lụm lại nha, nhớ lụm lại chứ không mất luôn á. Lụm lại làm thêm một cái rương nữa để mình cất đồ vô. Còn bây giờ thì mình cần phải có một cái giường thật nhanh trước khi mà con nhân vật của mình nó ra đi nhá. Còn 12 máu kìa, nhanh lên, không kịp rồi. Để phía bên đây đi. Ok, lụm cái này là một phát rồi. Bây giờ thì mở túi lên lấy cái giường ra thôi. Đây rồi. Ok, cái giường này thì cần có lăng nha, tấm gỗ thì ngoài này nhiều lắm. Lấy vô, bỏ vô. À đây rồi, đi ngủ được các bạn, thời gian sẽ được tua nhanh qua ha, năng lượng của mình sẽ hồi lại, máu của mình cũng sẽ hồi lại luôn khi mình đi ngủ nè. Nhưng mà thức ăn của mình sẽ bị giảm xuống ha, mình sẽ đói đi á, ngủ càng lâu nó sẽ càng đói. Ok, đỡ đỡ tỉnh lại cái. Rồi bây giờ mấy giờ vậy? 11 giờ đêm các bạn, 12 giờ. Rồi buổi sáng ngủ xong tối luôn rồi. Nhưng mà máu của mình đã hồi phục, sức lực cũng đã hồi phục trở lại rồi. Tranh thủ vào buổi tối cường cây luôn. Cường cây. À phía bên đây nó bị full rồi, cũng không được. Thôi thì trong lúc đó thì mình sẽ bắt đầu xây dựng một chút đi. Bây giờ ngủ nữa cho sáng thì lại đói nữa. Cho nên là xây dựng dựng một chút. Trong này mình có cái này nữa bạn. Cái này để dành che mưa nè. Che mưa thì mình có thể sử dụng che mưa cho cái campfire của mình. Để ở chỗ này luôn đây. Đó, nó sẽ giúp cho cái campfire của mình không bị ướt khi mà trời mưa nữa. Và nó cần có thêm cái lốc gỗ. Ok, bốn cái lốc gỗ thôi, dễ dễ dễ. Đó, bỏ vô, thiếu một lốc nữa thôi là ok rồi. Đó, ngon lành liền. Bây giờ thì có thể đốt lửa và trời mưa cũng không sao hết nè. Đốt lửa làm cái. Ok, nước, à, có thịt nè, nướng nướng thịt các bạn. Đang cần, có dưa leo hả? Ăn dưa leo luôn đi, đang đói mà. Có khoai nè, trứng thì nướng được không? Trứng không cho mình nướng rồi. Rồi xếp trứng cho nó gọn gọn lại luôn. Nước trong này đang còn nước sạch nè, uống vô một phát. Trong này thì hết nước rồi, mình có thể múc nước để nấu lên. Tranh thủ một buổi tối nướng nấu nước đồ luôn. À cũng phải sắp chín rồi các bạn. Ở trong này được 60 nước nè, múc cho nhiều nhiều nước luôn đi, cho nó full nước luôn. Nấu nấu một lần nhiều nhiều nước sử dụng luôn. Bỏ vào cái, nhanh tay múc luôn, bỏ vào luôn. 180 rồi, thêm một lần nữa thôi là full. Đổ vào cái. Ok, nước dơ thì mình sẽ đổ bớt đi. Và trong này thì tăng nước rồi. À thịt chín rồi nè, khoai tây cũng chín rồi, ăn nhiều quá đó, no trở lại liền các bạn. Ăn cái này thì tăng lên trái cây á, còn cái này thì ăn vô để dành đi, cái này ổn lắm, tăng được 50 máu luôn các bạn. Cái này xịn lắm, cho nên để dành sử dụng cho sau này thôi. Bây giờ buổi tối có thể đi ngủ được cho trời sáng. Nhưng mà căn nhà của mình các bạn chắc là tranh thủ trong lúc buổi tối đi, xây dựng chút, mở rộng ra thêm. Đó phía bên đây một cái nè, chật chội quá rồi. Bốn cái chặt tạm thời đi. Mấy cái này thì nó cần có lốc gỗ với lại cái lăng. Cái lăng thì lấy ở phía bên đây đi. Rồi lốc gỗ luôn. Trời mưa luôn hả? Trời hay dữ vậy. Trời ơi, mới vừa chế tạo xong cái chỗ này ha. Đó, bây giờ thì cái campfire của mình không bị ướt nữa đâu. Ngon lành luôn. Rồi, trời, sấm chớp đồ nữa hả? Mà quên. Lụm lại đồ các bạn. Ồ, chút xíu nữa mình quên lụm đồ rồi. Rồi, không lụm đồ là mất hết luôn á. Game này cái lốc gỗ thì nó không mất, nhưng mà đồ như linh tinh dục ở ngoài là mình mất hết, cho nên phải lụm lại. Cái rương này bây giờ nó full rồi, không bỏ ở trong này được nữa. Khoan, mình phải làm một cái rương mới được.
Đây. Thêm một cái nữa. Đó, ok. Cất 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 vô. Đỡ chật chội liền, khỏe liền. Và phía bên đây thì xem coi nước đã chín rồi nè. Múc nước luôn một phát. Uống luôn một cái. Múc thêm một cái nữa đi. Ok, đã có nước clear. Bây giờ là mình cần phải có thêm thịt nữa ăn. Thịt thì bây giờ buổi tối mà đi săn thì hơi khó, cho nên là mình phải đi chặt cây thôi. Chặt một dãy cây đi. Rồi sau đó thì đi ngủ á, cho trời nó sáng trở lại. Ui, cái rìu của mình thì trời ơi, mới chặt có một cái hư luôn rồi. Không sao, làm lại. Đây. Trời ơi, chặt một quán hư cái rìu luôn ạ. Bên kia mình thấy thấp thoáng có con gì nè. À đây đây, ếch ếch. Ok. À, có thịt có thịt. Bây giờ phải đi săn từng con ếch ha. Chắc là buổi sáng đi, mình sẽ bắt đầu lại một chuyến đi săn á. Đi săn mấy con thú xung quanh á để kiếm đồ ăn. Và bây giờ thì cứ làm cho xong mấy cái foundation này luôn. Bên đây thì nó còn thiếu cái lăng nha. Lăng thì lấy bên đây là luôn. Bỏ vô luôn. Đó. Ok. Lượm luôn một phát. Nướng luôn, nướng luôn, nướng luôn. Ok. Vậy là mình đã có đủ ba cái foundation các bạn xung quanh nè. Bây giờ cái bức tường này nhấn nút delete. Và confirm thì à đây rồi, đập ra vẫn được lại gỗ nè. Nhưng hình như được có một cây à. Và phía bên đây thì mình cũng có thể delete và confirm đó. Mình sẽ lên dự án làm cái vách tường luôn. Vách tường phải làm bằng có cửa sổ cho đẹp đó. Đây nè. Đó. Cửa sổ nhìn cho nó thoáng. Quý đằng xa này thì một cái nữa thôi. Rồi kết hợp với lại vách tường bình thường nữa. Đây đó lè vậy. À dưới xuống dưới hút cây vậy. Rồi đất ơi. Ok. Ngon lành ngon lành. Bỏ gỗ vô, bỏ gỗ vô. Ấp vô luôn. Ôi tiếng con gà. Ui. Ôi một phát, một phát. Hai phát. Oh my god. Đây rồi, chicken. Wow, được trứng gà nữa các bạn. Được thịt gà nữa nè. Ok. Em về nướng rồi thôi. Đang xây nhà ngon lành nè. Nghe tiếng gà kêu. Thịt thì cũng đã chín rồi nè. Bỏ vô, bỏ vô. Lấy thịt ra để ăn tiếp thôi. Ok. Ngon lành, ngon lành. Nãy giờ chặt gỗ đó các bạn, thì sắp sửa mình xong được căn nhà rồi. Căn nhà 4x4 các bạn. Lụm gỗ quăng vô trong rồi sau đó thì đặt lên. Và hình như nó đủ rồi. Nó còn thiếu mấy cái lăng nữa thôi. À, tấm gỗ nữa thôi, đặt vô nữa thôi là xong. Đó, một căn nhà ấm cúng các bạn. Mà bây giờ tối quá. Chỗ này cái cầu thang chắc phải làm cái cầu thang đi ra đi vô á. Mỗi lần nhảy đi vô nhảy ra nó cực quá. Làm cái cầu thang. Trong này thì kiếm cái cầu thang nữa xíu xéo á. À đây cái nè. Đây rồi. Ok. Vô trong mình lụm gỗ ở phía bên ngoài. Đặt vô luôn. Nó còn thiếu bốn cái lăng nữa thôi. Hết lăng luôn rồi nè. À đủ rồi nè. Ok. Ngon lành luôn. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã ổn. Thịt ở ngoài này thì nướng thì cũng đã có các bạn. Thôi thì mình đi ngủ một cái. Ít của con ếch. Từ 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 từ. Quốc của con ếch này cái. Khó quá ha. Chắc là phải làm cây giáo á. Cây giáo lần trước bị hư mất tiêu à. Muốn đi săn thì phải có cây giáo săn dễ hơn. Bỏ trong này. Nước thì mình cũng đã có rồi. Vẫn còn đầy nước rồi. Đóng cửa là một quá. Trời sắp sáng rồi. Mình ngủ cho nó sáng hẳn luôn đi. Cho đầy máu hẳn luôn. 8 giờ sáng đó. Ok, nãy giờ chặt cây âm thầm trong bóng tối các bạn, bây giờ mới được nhìn ánh sáng mặt trời rồi đây. Vẫn nghe tiếng ếch kêu á. Giờ đây thì có thịt gà nãy mình nướng nè. Lấy vào, lấy vào. Bên đây chưa xong nữa. Ôi có con gà, có con gà nữa. Ăn vô cho full luôn. Nghe tiếng con gà. Hay nghe tiếng con gà giống giống nãy nữa. Mà không biết nó đâu. Trên có mấy con chim nè. Đúng rồi, mình sẽ làm cây giáo xương luôn các bạn. Cây giáo xương lần trước mình có lút được xương á. Cây giáo xương để coi cần có. Đây là đài bon sáp hả. Mình lần trước mình lượm được cái bon gì đây, cái xương nha, cái bon đó bạn. Bon này để coi làm thành bon sáp thì nó cần có những gì. Xương nè. Rồi, à, đây đây cần có một xương đó bạn. Một xương bỏ vào cái bàn. Một xương là ra được cái bon này hả. Ok, thử luôn. Tách ra, tách lẻ cái này là một cái nè. Bỏ trong này. Ủa à, không được, không được, không được. Ủa, kì kì kì. Từ 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 từ.
coi kỹ kỹ lại đây. Còn phải chế tạo cho em cái workbench các bạn mới được à. Đây nè, workbench, à đây workbench đây rồi. Còn có 10 cây đinh nữa. Cây đinh hình như là cần phải có cái đe rồi các bạn. Cái đe thì cần cái iron nữa. Ồ, vậy là chưa được rồi. Chưa chế tạo được cái xương này rồi các bạn. Vẫn phải tiếp tục sử dụng đồ đá thôi. À, 5 cái thôi. Đó, được cây giáo liền. Ok, vẫn tiếp tục sử dụng tới đồ đá đó bạn. Vẫn chưa lên được đồ slag. Và trong này có thịt, cầm thịt theo luôn. Thịt thì của mình đã cuốn các bạn. Bây giờ phải đi tìm trái cây. Sẵn thì đi vòng vòng khám phá luôn. Phía bên kia mình thấy có cái bí ngô. Ai đây rồi? Bí ngô ăn để tăng phần thức ăn của mình lên. Ờ, quên quên quên. Thu hoạch luôn chứ. Ok, đớp luôn đi. Ăn luôn cái đây luôn. Ok. Lên đường thôi. Đi tiếng ớt. À, đây 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 đây. Đang cần ớt lắm. Mỗi khi ngủ xong thì tốn thức ăn nhiều cho nên cần phải săn nhiều nhiều để dành tích trữ thức ăn luôn. Nghe tiếng ớt nữa rồi. Ớt còn thấy. À, đây 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 đây. Mời hai bưởi. Tử luôn một phát. Trên này có chim nữa hả? Mấy con chim không biết phóng được không? Nhưng mà xa xa cái cây vậy. Tưởng đâu cái con thu hay con gì á. Phía bên đây là vùng đất trống luôn. Nhìn nó trống bơ trống bóc và đá bên đây rất là nhiều. Đây có mấy cục gì đây? Smartphone. Đá bình thường thôi à. Đi hướng bên đây có cái hang động nè. Mình vô hang động khám phá thử à. Sẵn mình đi kiếm thêm iron nữa bạn. Mình đang cần có rất là nhiều sắt để mình làm thành cái đe nè. Rồi sau đó thì mới làm được mấy cái đinh. Cái đinh là giải quyết được rất là nhiều vấn đề các bạn. Mấy cái thùng chứa đó. Mấy thùng chứa như thùng chứa đá, thùng chứa trái cây đâu á. Là cần phải có đinh để mới có thể làm được. Ở đây có cái dưa leo hả? Ô hoặc dưa leo luôn. Ok. Đây là các bạn cái hang động này nè. Hang động này là mình chưa khám phá nè. Còn chưa khám phá cái hang động gần nhà thôi. Cái hang này hơi xa nhà. Bởi con này sao vậy? Ok. Đâm quá thì đâm luôn mới chịu chết. Hôm nay có cây giáo rồi cho nên là không sợ mấy con nhện nữa đâu. Vô này luôn. Vô trong này phải chuyển sang cái nước liền. Đang có quặng không? Ủa sao mà cái thiết kế cái hang động thấy giống giống cái hang động lần trước quá anh. Đây đây có những cục quặng rồi nè. Ok. Dạ. Nghe tiếng con dê các bạn. What? Con dê bắt về nuôi được không biết nữa. Nghe tiếng be 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 be. Nào hử có chắc không? Lùm 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 lùm. Trời ơi toàn là mấy cái quặng. Quặng chì thôi à. Đất sét dục đi. Mình đang cần có sắt. Đào mấy cục này cũng hên xui á. Tỷ lệ ra sắt cũng hiếm lắm nữa. Đó nữa kìa. Có sắt không? Ồ là chì nữa. À đây sắt 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 có sắt rồi. Ok. Có sắt thì sắp sửa nặng rồi. Chắc là lát nữa mình sẽ dục chì bỏ lại quớt quá. Nghe tiếng be be ở trong này. Ủa quặng đâu xuống trên này vậy? Để tha nha. Tha thì không cần rồi. Có nắm. Ây da. Rất là khó nhìn luôn á nha. Đây nè. Ui khó chọt dữ hả? Ở đây. Ok. Thu hoạch thịt của nó luôn. Đài đài đài. Tiếp tục thăm ngày thôi. Ok. Có được thêm một cục sắt nè. Cục chì thôi à. Bên đây có con gì? À, cây nấm. Đây rồi. Iron đó, iron ore các bạn. Phải vậy chứ, ui nặng quá rồi. Nên phải giục bớt chì lại thôi. À, đài 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 đài. Đây rồi, có không? Ừ. Trời ơi, không có rồi. Và trong này thì trời ơi, toàn là chì không thôi. Đây rồi. Đừng có à, iron đây rồi. Một quặng hên lắm thì chỉ có được một cục thôi. Vậy là được ba cục, thiếu hai cục nữa thôi. Đem về nấu và ủa, hư rồi hả? Chết rồi, hư hư cái cây cuốc của mình luôn rồi. Ở thấy vô hang luôn nè các bạn. Mình đi nhà nó trong này sao á. Dơi nó ở trong hang. Ếch nữa hả?
Ớt thì ớt thì xử luôn ớt quá. U hợp thịt nó luôn. Tìm cục đá. Nãy giờ đào trong kia toàn là mấy cái thêm một ớt nữa nè. Nãy toàn là mấy cái cục clay không à. Ở đây, 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 có cục đá nè. Cục đá theo như mình nhớ công thức là cần phải có cái cục này trước. Rồi bỏ vô. Bỏ vô. Đó. Ok. Rồi. Quay trở lại. Con dê này cứ đi ra đi vô chỗ cái cửa hang nha. Con này muốn giết nó chắc phải cần phải có đồ làm thịt nó đó. Mới là xử nó được. Nhìn nó bự lắm. Giác bây giờ tới nhà chắc sấp mặt. Ok, bây giờ thì tiếp tục đào thôi. Đây rồi, có không? Ai rồi, à đây, thêm một cục đó các bạn. Ok, phần còn lại thì toàn là mấy cái chì thôi. Tiếp tục có lại spawn nữa. Tiếp tục thăm ngàn thôi. Chà, sau một chuyến đi thì cuối cùng cũng về tới nhà rồi các bạn. Ok, bật cửa là một phát. Bây giờ thì bỏ sắt cho thôi, để nấu. Rồi lấy than ra luôn các bạn. Hôm nay thì nó sạch than rồi, đốt lên một cái. Chắc là mình phải làm thêm một cái lò nung nữa các bạn, để nấu cho nhanh hơn á. Để mình thật là nhanh có được thêm mấy cái cục sắt nữa. Lò nung thì trong này thêm một cái nữa đi. Ok, thêm một cái nữa, còn có đá đó không? Đá thì lấy ra luôn. Lấy ra chứ để sử dụng chứ để làm gì nữa. Bỏ phía bên đây. Quá. Phần còn sắt thì cất cất vô trong này. Bây giờ thì đi đào thêm đá thôi các bạn. Ở sẵn mình lặn xuống cái nước này các bạn xem coi có cá không. Rồi cái hồ nước nhà mình không có con cá nào hết à. Rồi. Và thịt hồi nãy thì có thu hoạch về được. Đem nước luôn chứ để nó hư. Quá trời thịt luôn các bạn. Nhưng mà không có gỗ. Chết rồi. Đây, chặt cái cây cái. Về tới nhà quá nhiều việc phải làm ha. Hồi nãy gỗ thì đem đi cưa hết rồi. Đó. Làm nhỏ nó ra nữa. Em mình thực tế lắm. Một cây giờ chắc là đốt đủ rồi. Bỏ cái phần firewood vô trước đây. Một cây thì không đủ đầy á. Bỏ thêm này vô nữa. Rồi, châm lửa đốt lên. Chuyển sang nướng thịt liền. Bỏ hết thịt vô luôn. Thịt này còn 18 phút nữa sẽ bị hư nè. À, thịt gà bên đây chưa lấy ra nè. Ok, bỏ vô luôn. Nướng xong á thì nó còn một tiếng mấy lại một tiếng rưỡi mới hư ăn. Lâu hư lắm luôn á. Còn mấy cục này để được nấu. Nước á thì trong này hết nước rồi. Múc nước một phát. À, nước của mình thì chưa đầy uống dòng cái luôn. Rồi sẵn mình nấu nước luôn lát nữa còn có nước thì mình uống nữa. Ok. Nhanh tùm la hết rồi. 20 cục thiếu 5 cục nữa thôi. Đây rồi. Đủ thêm lấy ra. Bên đây thì có thêm 2 cục nữa nè các bạn. Lấy ra, bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Nếu ở đây thì bỏ vô. Bây giờ thì không có than nha. À vẫn còn cục nè. Rồi hên quá. Bỏ vô cho mày nấu luôn. Chích mũi lửa phát. Ok. Bây giờ thì đã đủ mới 4 cục sắt rồi các bạn. Chưa đủ 5 cục đó. Mấy này thì lấy đem nó phía bên ngoài đi. Thịt hư chắc dục luôn cho rồi đi. 2 cục iron nữa nè, ngon lành luôn. Phía bên đây thì cũng xong luôn nè. Tính ra nấu cũng nhanh nè. Mình hình như có thể bỏ đá vào để mình nấu được luôn nữa các bạn. Để mình thử coi. Ra ngoài mình lấy thêm mấy cục đá nữa. Cục đá nè. Rồi ngoài này thì còn cục nào nữa không? Hết rồi hả? Không còn cục nào lẻ lẻ ở ngoài để mình lượm hết à. Mình sẽ thử nghiệm bỏ đá vào trong này nấu thử các bạn. Xem coi nó ra cái gì nha. Ngoài này có mấy cái cục đá này đập luôn. Đó. 49, ok. 49 trên 50 vẫn có thể chạy được thì mình chạy vô thôi. Và bỏ đá trong này cho nấu luôn. Phía bên đây cũng bỏ đá vô luôn. Rồi, đá thì cất cất vô trong này luôn các bạn. Bây giờ thì lấy sắt ra. Mình cần có 5 cục sắt. Nhớ là vậy, 5 cục sắt để làm cái đe. Cái đe thì ở trong bên đây. Đây rồi. Để đe đây đi. Bỏ sắt vô, bỏ sắt vô. Cần có cái lăng nữa ha. Hên quá vẫn còn ngoài này à. Đó, ok. Đó, ngon lành liền các bạn. Có thể craft được nè. Bây giờ thì có thể craft được cái fan. Coi cái bàn workbench thử coi mình cần có gì nha. Workbench để chế thuốc. Rồi workbench đây rồi. Workbench thì để phía bên đây luôn. Đó.
có mấy cục đồ ăn hương nè, còn có thêm đinh nè, đinh nó thì còn có lắc lắc lấy ra, lắc bỏ trong này cái đó, được 10 cái đinh liền. Cái này thì cần có 10 cái đinh nè, ok bỏ vô luôn các bạn. Với lại cần có thêm cắt chắc ở trong này đây, trong này nấu nấu ra được cái mảnh sắt các bạn, được đó chứ. Vậy là nấu được mảnh sắt, từ mảnh sắt này mình có thể nấu được thành cái phôi sắt luôn á, 5 cái phôi sắt các bạn, 5 cái mảnh sắt sẽ nấu ra được 1 phôi sắt. Đây có đá lụm luôn, vậy là mình cần phải đi chặt thêm gỗ, chặt thêm gỗ để làm thêm mấy cái lăng, làm cho xong cái bàn workbench luôn, để mình nâng cấp lên thành cây giáo bằng xương luôn các bạn. Cây giáo bằng xương thử ra cỡ nào á, phải nâng cấp tiến bộ lên từ từ theo thời gian nữa. À quên quên xưa ra nữa chứ, đây còn có mấy tấm à, bỏ vô bỏ vô. Ủa sao bỏ vô không được, bây giờ do trên người của mình nặng quá, bây giờ do không có slot, chắc do không có slot á. Đó nè, ok, lấy vô trong này bỏ vô 8 cái à, thiếu 2 cái nữa thôi. Ngoài này hết sạch cái lăng rồi, hết sạch mấy cái tấm gỗ rồi, ở thì đi chặt thêm vậy. Ok, ui, có con gì bên kia kìa, mình thấy rồi. Ồ nó chạy luôn rồi, dính không? Ồ dính 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 dính, wow chết rồi nha. Thu hoạch thứ được gì à, lông chim đó các bạn, lông chim chắc liên quan tới chế tạo ra cái mũi tên rồi rồi. Và chúng ta chuẩn bị đó, có rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem xương vô trong này thử nha, hay là bứng cái xương này vô luôn. Đúng rồi, đem cái xương này vô trong này luôn chứ cho tiện, tiện việc mình chế tạo. Đây rồi đó, lấy xương ra thử nghiệm ta bỏ xương vô trong này một cái thôi. Đây rồi các bạn, ok được 3 cái xương nè, được 3 cái slab nè, mảnh xương nè. Từ mảnh xương đó thì mình có thể chế tạo được thành cây cây giáo này, thì cần có 1 cái mảnh xương, 3 cái que với là 5 cái lăng. Ok rồi, thêm 1 mảnh xương nữa đây rồi. Bị full slot ha, slot full. Ok cái này dục đi, để đó thôi, cất ở trong gương được không biết nữa. Nó không cho mình cất ở trong gương đâu các bạn, chỉ có thể dục ở đây thôi. Ok dựng ở giữa nhà luôn. Bây giờ thầy bỏ này vô, bỏ 3 này vô, bỏ này vô, 5 cái chứ, cái này 5 cái, bỏ 3 cái này vô. Ok đâu rồi đâu rồi, ủa hình ảnh nó cũng giống y như vậy các bạn, mặc dù ở trong này là bon bia nè, bon bia là cây giáo rồi mà. Ở trong này thịt 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 thịt, lấy ra nướng vô luôn. Hình như là nó chỉ thay đổi ở trong thôi các bạn, chứ còn ở ngoài thì giống y vậy, không thay đổi gì hết à. Và hát nước nữa rồi kìa. Ăn cái dưa leo phát đây, làm thêm một cục thịt nữa, thêm một cục thịt một cái nữa nè, rồi hát nước nữa rồi, uống luôn, múc nước đầy quá. Ok uống luôn một cái đó, đầy đủ dinh dưỡng lại liền, trong này thì múc nước luôn. Chỗ đó cứ mưa là mưa, là có nước, mưa là có nước. Ok nấu nước lên, nấu nước lên, thịt bắt đầu nướng lên từ từ, có thịt chín rồi nè, thịt chín nhanh ghê luôn á, nấu chứ không để hồi là nó hư hết. Còn cục nữa nè, còn cái này nó 15 phút nữa hư nè, cái dưa leo thì lâu hư ha, còn này nhanh hư lắm, ăn luôn đi để lát nó hư uổng lắm. Cục thịt nè đây rồi, nướng luôn, bỏ cho mày nướng vô luôn. Ê, chết chết chết, rớt 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 rớt. Đây rồi, ok. Cái từ cái bàn này sau này mình có thể chế tạo được đinh, là có thể làm được mấy cái chỗ để chứa đá nè các bạn. Cái này nè bạn, đây cái này để chứa đá nè. Chứa đá thì mình sẽ để ở phía bên đây đi. Đây, xem coi. Nó cần có 10 cái đinh các bạn, với lại 8 lăng nha. 10 cái đinh. Đinh trong này thì toàn lấy ra để mình bón đá cho nó nữa. Để thử coi, cái này mình lấy mảnh sắt ra nè, bỏ trong này nè, đó 5 5 cái mảnh sắt các bạn, 5 mảnh sắt mới có thể nấu được một cái cục sắt.
cái này nấu luôn đi. Ok, chốt cho luôn. Rồi còn có thêm một cục sắt nữa. Đầu tư, đầu tư, đầu tư. Làm thêm một cái đinh nữa nè. Bỏ ở trong này luôn. Đó, thiếu lăng nữa ha. Lăng phía bên ngoài này thì còn có vài cái thôi. Vậy là phải đi cưa thêm. Đây, đây, đây. Phía bên ngoài có nè. Cưa luôn, cưa luôn. Xem lại coi nó cần bao nhiêu cái nữa. 8, 4, à 4 cái nữa thôi. Hai cây này thì chắc là đủ rồi nè. Chờ đợi cho nó cưa ra một cái. Đây rồi. Hình như một cây cưa là được hai tấm gỗ hay sao á. Đó. Bây giờ thì mình có thể thử sử dụng đá để mình chốt vào trong cái chỗ chứa này được không? À, bỏ đá vô nè các bạn. Ok. Vậy đá phía bên đây cũng phải bỏ vô được. Và xương được hả? Chốt phía bên đây đi. Đồ linh tinh chốt phía bên đây luôn. Ok. Mình thì sắp sửa hết nữa nè, cho nên đi ngủ một phát cho trời nó sáng luôn các bạn. Chắc sáng luôn chứ mình sẽ tốn thức ăn quá. Ừ, chà, đang tụ thức ăn nhiều lắm nhưng mà ngủ luôn cho nó sáng luôn một phát. Ok, 6 giờ sáng các bạn. 6 giờ sáng ngày hôm sau. Buổi sáng thì nó hơi u ám một chút hơn. Sáng u ám một chút. Trong này thì có nước rồi nè. Lấy nước ra để mình uống. Ok, ăn vô. Làm thêm mấy trái dưa nữa cho nó tăng thức ăn lên. Thêm một cục thịt nữa đây. Đó, đầy thịt luôn. Rồi, và phía bên ngoài này thì có những con ếch các bạn. Bây giờ thì mình sẽ thử sử dụng cái spear mới của mình ra. Hoài một phát một là đi luôn á. Xung quanh hôm nay không thấy thấy có con gì nó mới hạ cánh xuống các bạn. Con quạ ha. Dính. Ok. À, một con quạ. Thấy được một đống lông luôn nữa nè. Đây có một ếch nữa nè. Xỉa luôn một thiết. Bây giờ có cây này xịn nè. Sau này còn nâng cấp lên cả katana nữa các bạn. Katana mình thấy trong công thức chế tạo này nè. Cần có cây đe với lại một cục sắt thôi, với một cái cây que thôi là được các bạn. Trời ơi, ngon ngon. Có cây đe là giải quyết được rất rất là nhiều vấn đề luôn á. Đóng cửa lại một phát. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn, thì mình đã mở rộng được cái căn nhà nhỏ của mình ra các bạn. Từ một cái toilet ra thành một căn nhà bé bé xinh xinh ở trong này rồi. Có lò nung, có đe, có bàn chế tạo, có chỗ để cất đá các kiểu. Và một chỗ để che nắng khi mưa cho cái campfire của mình các bạn. Không còn sợ bị ướt nữa mỗi khi trời mưa rồi. Trời nướng thịt ở đây ngon lành luôn, sắp tới không còn sợ bị đói nữa. Và video của mình trong tập ngày hôm nay bây giờ thì cũng dài rồi các bạn. Cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video. Cũng như một đăng ký kênh để mình biết các bạn thích. Mình làm tiếp cái series này cho các bạn cùng xem đó nha. Còn bây giờ thì bye bye.